đẹp, xe này đúng em nhất em cho cú mò máy trong hai buổi chiều hội làng Trang Liệt chúng tôi. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đại úy quân đội nhân dân Việt Nam Mơ Thế Sao toàn thắng giải nhất sẽ vào xe này cùng danh đồ Nguyễn Đình Long toàn thắng giải hai. Mời hai danh đồ vào giữa thảm. Bao giờ mà Đô với Long người đánh hai danh đồ bắt tay nhau là hết nước chấm nhỉ? Chỉ có keo vật xe này được mới có màu khố chung nhau với lý do hai đô đều toàn thắng giải ở hai giải, một đô toàn thắng giải nhất, một đô toàn thắng giải hai. Xin mời trọng tài Tạ Bá Dũng cầm trầu cho theo vật xe đài, sau đó biểu diễn các kỹ thuật đặc trưng của nội dung vật tự do, nội dung vật cổ điển, nội dung vật dân tộc. Xin mời hai danh đô. Vâng, trước khi vào thi đấu, các đô vật phải làm những nghi lễ xe đài. Xe đài có 3 bước lên là 3 bước tế, 3 bước xuống là 3 bước tạ. Đại úy Ngô Thế Sao đang xe đài theo lối quăng chài kéo lưới, chèo thuyền ra khơi, dầm bay phượng múa, quăng chài kéo lưới, vất vả toát mồ hôi, anh nong mồ hôi. Đô Nguyễn Đình Long xe đài theo lối dầm bay phượng múa, xe chỉ hồn tim. Đây là lối xe đài đặc trưng của các đô vật vùng Kinh Bắc, đô vật vùng thủ đô. Xin quý vị khán giả thưởng cho hai đô của chúng ta một tràng pháo tay với lối xe đài rất đẹp, rất đúng mắt vừa rồi. Sau đây hai danh đô sẽ biểu diễn các kỹ thuật đặc trưng. Xin mời nhân dân cùng toàn thể các ông quan khánh thưởng thức. Xin mời hai danh đô. Vâng, kỹ thuật gầm. Xin quý vị khán giả hãy lời những tràng pháo tay để cổ vũ cho hai danh đô. Vâng, kỹ thuật quấn quật rất đẹp mắt. Đây là biểu diễn các kỹ thuật ngắt sang sau rất tuyệt độ. Kỹ thuật ngắt lách sang sau nhục. Đây là những kỹ thuật rất đặc trưng, kỹ thuật xuyên quốc thủ. Nếu kỹ thuật vừa rồi ở nội dung vật tự do, vận động viên sẽ giành được 4 điểm kỹ thuật. Đôi sao đang dùng kỹ thuật quăng. Vâng, đây là kỹ thuật quăng rất đẹp mắt ở nội dung vật cổ điển. Nếu kỹ thuật quăng vừa rồi thành công, kỹ thuật bắt đôi vác cao. Đây là những kỹ thuật rất đặc trưng, rất cơ bản, được hai đô. Vâng, kỹ thuật quăng của nội dung vật cổ điển. Đây là những kỹ thuật tưởng chừng là dễ, nhưng hai đô đã sinh hoạt tập luyện trên 10 năm mới thực hiện được những kỹ thuật đỉnh cao của môn vật. Kỹ thuật quang của BB Thế Sao. Vâng, xin quý vị khán giả thưởng cho đô hai đô của chúng ta một tràng pháo tay với những kỹ thuật rất đẹp mắt chỉ có trên sân giới làng Trang Liệt. Kỹ thuật quang. Vâng, kỹ thuật quang của nội dung vật cổ điển. BB Thế Sao ngóc lách sang sau, song quang thấp. Vâng, kỹ thuật cầm ngoài rất hay, sao rất cánh sang sau xuống bò nổi quang. Vâng, đô Ngô Đình Long, đây là kỹ thuật nổi quang ở nội dung vật cổ điển. Vâng, rất hay. Xin quý khán giả tiếp tục thưởng cho hai đô một tràng pháo tay với những kỹ thuật rất đỉnh cao ở nội dung vật cổ điển, vật tự do và vật dân tộc. Kỹ thuật bất một và kỹ thuật phản rất hay của đô Ngô Thế Sao. Đại úy quân đội nhân dân Việt Nam, kiện tướng vật quốc gia Việt Nam, nhà vô địch của Lâm Kỳ SEA Games. Kỹ thuật cắt kéo của đô Nguyễn Đình Long rất hay. Xin khán giả tiếp tục thưởng cho đô những tràng pháo tay. Kỹ thuật áo cổ, kỹ thuật vừa rồi thực hiện thành công, đô Ngô Thế Sao sẽ giành được 4 điểm ở nội dung vật cổ điển, vật tự do. Vâng, xin trân trọng cảm ơn hai danh đô. Xin mời hai danh đô đứng giữa thảm. Vâng, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đúng ra là phải làm ông Nguyễn Đức Tuệ, ông Vũ Công Giang, xin lỗi Vũ Công Quân, đại diện cho các ông tiểu ban vật dân tộc trong khuôn khổ hội làng truyền thống làng Trang Liệt, đại diện cho các ông ban khánh tiết xuân giáp 2024.
lên trao phần thưởng cho hai đôi xe này với đồ trị giá 1.500.000 đồng. Xin trân trọng kính mời hai ông. Quá tuyệt vời cho hai đôi. Hứa hẹn một ngày nào đó sẽ xem được hai Nguyễn đôi vật với nhau. Trao giải cho đôi Ngô Thế Sao, Quan Khánh, Vũ Công Quân. Trao giải xe đạp đẹp cho đôi Nguyễn Đình Long. Quý vị khán giả có thấy những cái vật vừa rồi đẹp mắt không ạ? Có thấy hai ông Quan Khánh đẹp trai, mặc dù tuổi 49 nhưng vẫn rất phong độ. Chúng tôi cứ ngỡ hai ông mới có 28 tuổi thôi.